Chào mọi người, ở game clip hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đại số bool và ứng dụng đại số bool ở trong lập trình POC. Chúng ta sẽ vào nội dung. Thì ở đây chúng ta sẽ nói một cái số cái nội dung chính. Đầu tiên là phần 1 là chúng ta sẽ nhắc lại một số cái kiến thức, những cái tiền đề định lý về đại số bool. Cái phần số 2 ấy, là chúng ta sẽ xem một số cái ứng dụng cụ thể của đại số bool trong lập trình POC. Và số 3 là chúng ta sẽ tìm hiểu về ví dụ một cái bài toán thực tế. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của đại số bool. Thì đại số bool là một cái cấu trúc đại số được định nghĩa trên một tập hợp phần tử dị phân B bằng 0, 1 và các cái phép toán dị phân như là AND, OR và NOT. AND ký hiệu có thể là phép bạn có thể hiểu là phép toán nhân, O phép toán cộng ha, NOT là phép toán phủ định. Ở đây chúng ta có một số cái bảng sự thật, đây là bảng sự thật về phép toán E, chúng ta đã được tìm hiểu ở những bài clip trước. Đây phép toán O và đây là phép toán NOT ha. Thì ví dụ phép toán E x bằng 0, y bằng 0 thì giá trị chúng ta là bằng 0, x bằng 0, y bằng 1 thì giá trị chúng ta vẫn bằng 0, x bằng 1, y bằng 0 thì giá trị chúng ta vẫn bằng 0. Chỉ có khi x bằng 1 và y bằng 1 thì mới là 1. Ngược lại thì phép toán O ha, nó chỉ bằng 0 khi x và y bằng 0, ngược lại bằng 1. Thì ở clip trước mình đã phân tích kỹ vấn đề này rồi. Phép toán NOT thì x bằng 0 thì kết quả ta bằng 1, x bằng 1 thì nó là bằng 0. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số các tiền đề cũng như một số cái định lý các bạn ha. Tiền đề A là tiền đề về tính kính, tiền đề B là tính đồng nhất. X nhân 1 sẽ bằng 1 nhân x bằng x, x cộng 0 bằng 0 cộng x bằng x. Về tính do hóa thì x nhân y sẽ bằng y nhân x, x cộng y bằng y cộng x. Về cái tính phân bổ này thì các bạn sẽ thấy nó hơi lạ, nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ xem cái ví dụ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. X nhân tất cả y cộng x sẽ bằng x nhân y cộng x nhân z, thì cái này thì dễ này. Còn x cộng cho y nhân x sẽ bằng x cộng y nhân cho x cộng z, thì cái này á, các bạn có thể xem lên mạng, các bạn gõ thì người ta có chứng minh bằng phương pháp đại số rồi. Về A là cái phần tử bù, hay là phần tử bù thì các bạn thấy ha. Ở đây là một số các cái định lý cơ bản ha. Các bạn có thể xem qua ha. Những cái phần này nếu mà chúng ta nói thì nó mất thời gian nên mình chỉ lướt qua nhanh thôi. Về rút gọn đại số bool thì ở đây mình cũng chỉ giới thiệu các bạn một số cái phần mềm. Tại vì phần rút gọn đại số bool nếu mà muốn nói kỹ thì nó phải mất ít nhất 30 phút. Nếu không đủ thời gian này nó thì chúng ta có thể ở trên điện thoại chúng ta có thể cài cái phần mềm này, Arduino Kmap Solver ở trên máy tính. Các bạn có thể cài cái phần mềm Arduino Kmap Minimizer, thì ở đây chúng ta sẽ ứng dụng hai phần mềm này để giải quyết cái phương pháp rút gọn bi Arduino. Rồi chúng ta sẽ vào cái ứng dụng của đại số bool vào lập trình POC. Đây là nội dung chính của chúng ta hôm nay. Ví dụ chúng ta có A cộng cho B nhân C sẽ ra cái kết quả là Q. Thì chúng ta sẽ tiến hành lập trình sẽ bằng input A, phép toán cộng là đấu song song. Hôm bữa chúng ta nói là B và C, kết quả là ra Q. Ngược lại chúng ta có A cộng cho B nghịch đảo sẽ bằng Q. Chúng ta sẽ có A song song nó là một lần O cộng là O là song song. Tiếp điểm này chúng ta đổi là thành thường đóng và cho ra ngõ ra là output là Q. Chúng ta có một cái ví dụ nữa là A nhân B cộng C tất cả nhân cho D nghịch đảo nhân cho E nhân F nghịch đảo bằng Q. Thì các bạn hoàn toàn tương tự, chúng ta sẽ có là A nhân B thì đây
phép toán A, song song nó là phép toán O. Đây, và nhân với D nghịch đảo là D nghịch đảo là thường thường đóng, nhân với E, nhân với F nghịch đảo là thường đóng, và ngoài ra chúng ta là có là Q. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ vào một cái ví dụ thực tế. Chúng ta sẽ đọc bài. Một lò nhiệt có hai cửa có thể cấp nhiệt cho một thỏi kim loại đúc ở mỗi cửa. Chúng ta tóm tắt luôn nha. Một lò nhiệt này có hai cửa có thể cấp nhiệt cho thỏi kim loại đúc ở mỗi cửa. Bộ phát nhiệt cung cấp nhiệt cho bộ phát nhiệt cung cấp đủ nhiệt cho hai thỏi kim loại đúc, nhưng nếu chỉ có một thỏi kim loại đúc nhưng nếu chỉ có một thỏi kim loại đúc thì nhiệt độ cung cấp trở nên quá nóng. Để giảm nhiệt độ thì một quạt giải nhiệt cho lò sẽ được bật. Thì ở đây các bạn thấy ha, chúng ta sẽ có một cái quạt giải nhiệt. Ví dụ mình lấy một cái hình ví dụ ha, đây có một cái quạt, thì chúng ta sẽ có ví dụ có cái lò này này, nó có hai cái cửa, có hai cửa, và ở trong này nó sẽ có một cái thỏi kim loại, hai cái thỏi kim loại. Thì nhiệt độ nếu mà các bạn bỏ đủ hai cái thỏi này vào thì cái nhiệt độ ví dụ đây, nhiệt độ vẽ màu đỏ cho dễ nhìn, nhiệt độ ở ngoài này nó cung cấp đủ, nhưng mà nếu chúng ta chỉ có một thỏi thôi, chúng ta chỉ có một thỏi kim loại thôi, ví dụ cái thỏi màu vàng này cho dễ nhìn ha, chúng ta chỉ có một thỏi kim loại này màu vàng này này, thì cái nhiệt độ nó quá nóng, tại vì không có hai thỏi thì nó tỏa nhiệt vào, ở đây nó hấp thụ rồi, nhưng mà chỉ có một thỏi thì nhiệt lượng nó quá nóng đi. Khi đó chúng ta cần một cái quạt giải nhiệt, ví dụ cái quạt giải nhiệt này. Chúng ta sẽ cần quạt giải nhiệt ha. Chúng ta sẽ cần một cái quạt giải nhiệt để mà giảm cái nhiệt độ này đi. Như vậy chúng ta sẽ cần tìm cái hàm, ví dụ làm F. Và cái nhiệt độ mỗi cái buồng này chúng ta đặt là B1, B2. Ở cái buồng này nhiệt cái buồng nhiệt độ này chúng ta sẽ có là T. Ở đây là có hai cảm biến B1, B2. Và cái F này sẽ phụ thuộc vào cái mối quan hệ giữa ba cái yếu tố này. Thì chúng ta sẽ tóm tắt ha. Nếu nhiệt độ quá cao và chỉ có một thỏi kim loại ở mỗi cửa thì quạt sẽ bật. Các bạn lưu ý ở đây chúng ta có chữ và này. Nếu nhiệt độ quá cao này và chỉ có một thỏi kim loại ở một cửa thì quạt bật. Ở đây nó sẽ có một cái phép toán gọi là XOR. XOR chúng ta sẽ nhắc lại về XOR ha. XOR có nghĩa là sao? Nếu A bằng 0, B bằng 0 thì nó bằng 0. A bằng 0, B bằng 1 thì nó bằng 1. A bằng 1, B bằng 0 thì nó cũng bằng 1. Và A bằng 1, B bằng 1 thì nó lại bằng 0. Có nghĩa là khi mà chỉ có một cái, một trong hai cái thì nó mới bằng 1. Đây. Còn nếu có cả hai cái dù bằng 0 hoặc bằng 1 thì nó vẫn bằng 0. Thì ở đây nó cái hàm XOR nó đáp ứng được cái yêu cầu bài toán này, chỉ có một thỏi kim loại đúc ở một cửa thì quạt mới bật, còn khi mà có hai cái hoặc không có quạt một cái nào thì quạt cũng tắt ha, tại vì không có cái nào thì người ta sẽ không dùng cái lò này nữa, người ta cũng không bỏ than vào nữa. Rồi chúng ta sẽ áp dụng đại số Boolean ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ có một số cái ký hiệu ha. Chúng ta ký hiệu B1 á, là cảm biến báo có thỏi kim loại đúc ở cửa 1. Chúng ta ký hiệu B2 á, là cái cảm biến báo có thỏi kim loại đúc ở cửa 2. Và T là cảm biến báo quá nhiệt. F là cái hàm của chúng ta là cái quạt giải nhiệt. Như vậy
Như chúng ta đã phân tích thì cái thằng F này á, nó sẽ chính bằng T T nhân cho B x so với B2. Thì đây cao và chỉ có một, thì nên chúng ta sẽ dùng cái x so. F sẽ bằng T nhân cho tất cả B1 x so với B2. Và chúng ta sẽ phân tích cái thằng này ra, phân tích thằng này ra thì F nó sẽ bằng T. Ở đây chúng ta khái triển cái thằng x so này ra thì sẽ bằng B1 nhân cho đảo B2 cộng cho B1 đảo nhân cho B2. Và cái này cũng hoàn toàn tương tương, chúng ta dùng nhân vào thì cũng sẽ bằng B1 nhân B2 đảo nhân cho T cộng cho B1 nhân cho cộng B1 đảo nhân B2 nhân T. Thì chúng ta ví dụ đặt đây là 1 đi, đặt đây là 2. Từ 1 này chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ lập trình theo 1 và 2 đều được. Lập trình theo 1 thì chúng ta thấy ha. Tiếp chẳng hạn, chúng ta sẽ có là T này các bạn có thể bỏ trước hoặc sau vấn đề ha. Thì ở đây mình bỏ sau này. T nhân cho tất cả của B1 nhân B2 đảo cộng B1 đảo nhân B2, thì phép toán cộng này là cái phép toán O này. Hai cái này B1 nhân B2 đảo thì đây. B1 B2, B2 đảo chính là tiếp điểm thường thường đóng. Và B1 đảo nhân B2 thì đây chính là cái thằng này. Tương tự như vậy, cái số 2 này nó cũng có thể viết dạng lắc đơ. Đây là B1. B1 nhân B2 nhân T thì là cái này. B1 nhân B2 đảo nhân T và B1 đảo nhân B2 nhân T là chính là cái này, và chúng ta sẽ cho ra cái thằng F. Như vậy các bạn có thể thấy là từ một cái bài toán chúng ta có thể viết được nhiều cái phương trình đều ra một kết quả, và chúng ta có thể khai triển từ một cái phép toán đại số thành những cái câu lệnh để chúng ta có thể lập trình được. Clip hôm nay thì mình chia sẻ một số ví dụ về đại số bool, hy vọng sẽ giúp ích các bạn trong cái phương pháp lập trình POC.